ơi, đi chơi mà khổ. Thế đi không vậy? Đâu là hàng ấy? Được dán ở bên ngoài là trà sữa. Đây là cốc trà gừng 50.000. Xong. Rất là buồn các bạn ạ. Nó có đúng giá không? Đúng em. Đây là một cốc 70k. Đây là cốc sữa 70.000 á. Mình sẽ thử hương vị 70k với lại 45k chắc chắn. Chút chút. Chị nghĩ là 70k. Này luôn. Để em xem không chị? Ông hút nó rất là to. Ông hút nó rất là to. Chị có ngửi thấy một mùi gì đấy mà nó hơi thiêu thiêu. Ừ, đúng rồi. Là em ngửi thấy mùi thiêu luôn đấy. Mùi thiêu. Chị nghĩ là 70k. Chết rồi. Thế bên chị là gì? Sao nó cũng. Wow. Chắc em phải chụp cho người ta mới không nhờ người ta chụp cho mình luôn. Thôi chụp hỏi của em không. Lấy cái bài kiểu nào được đấy. Xong rồi cho anh chị 50. Cảm ơn anh chị nhé. Đây là chùa đình Thanh Vân Đắc Nông. Anh chị ơi đi ta đang ở đâu? Không, bây giờ như này này. Anh chị ơi làm kiểu ảnh đi. Anh chị lên xong là xuống và nhận ảnh ngay. Anh chị ơi lên quậy mấy cái là ảnh nó lên luôn. Chỉ với 25.000 thôi xuống là xuống cái có ngay. 50.000 mẹ. Hôm nay em lộ lắm anh chị ạ. Em đi lên tận đây mà. Là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh treo. Trong mắt của rất nhiều người ta rất điên và rất ương bướng. Lấy đam mê làm ánh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng.
Ta đi theo bóng mặt trời, từ Hà tới hay đâu về qua. Khi những đam mê còn bùng cháy thì con đường đó sẽ không hề xa. Bây giờ là 12:31. Chả nhìn gì, nhìn thấy không? Che thì che, em đi phỏng em. Ờ, đây. Chúng ta chưa.